Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hôm nay, tôi tham dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Phú Lộc, tọa lạc số 109, 111, 113 Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giáo xứ Phú Lộc thuộc giáo hạt Phú Nhuận, Tổng giáo phận Sài Gòn. Bổn mạng của giáo xứ là Thánh Tâm Chúa. Dựa vào tài liệu của anh Huy cung cấp, tôi sẽ chia sẻ đôi điều về lịch sử của giáo xứ Phú Lộc cho các bạn biết nhé. Năm 1972, cha Benedicto Nguyễn Tri Phương, chánh sở kiêm hạt trưởng Phú Nhuận, đồng thời phụ trách truyền giáo trong tổng giáo phận, đã mua căn nhà số 111 Duy Tân làm thí điểm truyền giáo, đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Vinh Sơn, trở thành xóm giáo Vinh Sơn thuộc giáo xứ Phú Nhuận. Hàng tuần, cha sở Benedicto và cha phó Francisco Xavier Nguyễn Ngọc Thu hàng tuần qua dâng lễ Chúa Nhật cho một số giáo dân chung quanh. Năm 1973, cha Benedicto Nguyễn Tri Phương mua tiếp căn nhà 109 Duy Tân để làm nhà xứ. Cũng trong năm đó, ba tân linh mục Đa Minh Ngô Quang Tuyên, Du Xe Lại Văn Đoàn và An Tôn Nguyễn Đình Thục thuộc nhóm OBAC, tất cả vì tình yêu Đức Kitô, sau khi chịu chức linh mục ngày 28 tháng 4 năm 1973, được Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình gửi về thí điểm truyền giáo Phú Lộc và Cần Giờ. Sau năm 1975, xóm giáo trở thành một giáo xứ mang tên Phú Lộc. Phú là Phú Nhuận, Lộc là Thánh Tử Đạo Phaolô Lê Văn Lộc. Linh mục An Tôn Nguyễn Đình Thục tiếp tục ở lại đây đảm nhận với vai trò linh mục chánh xứ, đặt nền móng cho một xứ đạo non trẻ. Đến năm 1989, cha được bổ nhiệm làm phó xứ Tân Việt. Ngày 19 tháng 2 năm 1989, cha Banape Trần Cương Quyết đã nhậm chức chánh xứ Phú Lộc. Thấy nhà thờ nhỏ hẹp, ngài đã mua thêm căn nhà số 113 Duy Tân, xây dựng được một ngôi thánh đường kiên cố, đứng vững cùng nắng mưa, tạo kết cấu khung cho việc sửa chữa những lần nâng cấp sau này. Đến năm 1999, cha Banape được bổ nhiệm làm chánh xứ Thăng Long trong sự quyến luyến của giáo dân. Từ đó, giáo xứ Phú Lộc trở thành nơi các linh mục trẻ từ phó xứ lên đảm nhiệm vai trò linh mục chánh xứ, để rồi với những kinh nghiệm mục vụ từ Phú Lộc, trong thời gian ngắn, các ngài sẽ được bề trên sai đến những sứ đạo to lớn hơn, làm được nhiều việc mở mang nước Chúa hơn. Ngày 2 tháng 9 năm 1999, cha Phêrô Phạm Văn Long, nguyên phó xứ Chợ Quán, đã nhậm chức chánh xứ Phú Lộc. Ngài đã đem lại luồng sinh khí về nhân lực khi lập các giáo khu vào năm 2000, lập thừa tác viên, có nội quy ca đoàn, củng cố ban lễ sinh, bồi dưỡng gia trưởng, vân vân. Đặc biệt, ngày 17 tháng 1 năm 2002, Hội các bà mẹ Công giáo đã được thành lập, và ngày 5 tháng 12 năm 2002, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ khóa đầu tiên đã ra mắt. Sau 4 năm 25 ngày sống và làm việc chung cùng các tín hữu Phú Lộc, năm 2003, cha được bổ nhiệm làm chánh xứ Thuận Phát. Ngày 27 tháng 9 năm 2003, cha Vinh Sơn Trần Quốc Sử, nguyên phó xứ Bình Thái, đã nhậm chức chánh xứ Phú Lộc.
ngoài việc tiếp tục đưa giáo xứ ngày một thăng tiến, cha đã cho nâng nền cung thánh, lợp mái chống dột, đặt bàn thờ bằng đá. Sau 4 năm, 6 tháng, 29 ngày đồng cam cộng khổ cùng đồng hành với đàn chiên Phú Lộc, năm 2008, cha được bổ nhiệm làm chánh xứ Hy Vọng. Ngày 2 tháng 4 năm 2008, cha An Tôn, Nguyễn Văn Toàn, nguyên chánh xứ Chợ Cầu đã nhậm chức chánh xứ Phú Lộc. Dấu ấn của ngài đối với giáo xứ không chỉ là bề nổi bên ngoài, như sửa sang nhà thờ, lắp hệ thống âm thanh mới, chiếu phim về cuộc đời của Chúa Giêsu dịp lễ Giáng sinh, mà còn thường kêu gọi giáo dân đến với lòng thương xót Chúa, tham gia công tác xã hội. Tuy vậy, ngài chỉ ở Phú Lộc được 15 tháng 7 ngày, thì đến năm 2009, cha được bổ nhiệm làm chánh xứ Đức Tin. Cha An Tôn đã được Chúa gọi về lúc 17 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2018. Hiện hài cốt đang được đặt trong nhà nguyện cổ, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngày 19 tháng 8 năm 2009, cha Vinh Sơn Nguyễn Đức Dũng, nguyên phó xứ Chợ Quán, đã nhậm chức chánh xứ Phú Lộc. Về giáo xứ chưa đầy 3 tháng, khi nhà nước chủ trương mở rộng con đường Duy Tân trước mặt nhà thờ, ngài đã tiến hành xây dựng lại nhà xứ và mở rộng nhà thờ, giúp bà con giáo dân có đủ chỗ ngồi dự lễ. Mọi việc bắt đầu khởi công ngày 23 tháng 11 năm 2009, kéo dài cho đến ngày 12 tháng 6 năm 2010 mới hoàn tất. Công trình chỉ tạm nghỉ vào dịp đại lễ Chúa Giáng sinh, Tết Nguyên Đán và lễ Chúa Phục sinh. Đây cũng là thời gian để linh mục chánh xứ, xứ trẻ đi xin tiền của các ân nhân, vì khả năng đóng góp trong xứ chỉ có một phần nhỏ. Lúc 9 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2010, thánh lễ tạ ơn hoàn thành việc trùng tu nhà thờ đã được cử hành do cha hạt trưởng Mikae Nguyễn Văn Lộc chủ sự. Trong bài giảng, ngài nói rằng, tuy giáo dân trong xóm lao động nhưng rộng rãi, nhiệt tình làm công trình, quảng đại đóng góp trực tiếp. Phải cảm tạ Chúa vì mọi việc suôn sẻ, không gặp trở ngại, công trình tiến triển tốt đẹp. Nhà thờ xây dựng để ơn Chúa xuống cho cộng đoàn bằng thánh lễ hàng ngày. Nhà thờ gắn liền với cuộc đời của mọi tín hữu. Giáo dân tiếp tục hỗ trợ cha xứ để cha vui trong phận sự của mình. Xin cảm tạ Chúa về những hồng ân Chúa ban cho cộng đoàn. Đến năm 2014, cha được bổ nhiệm làm chánh xứ Tiên Khởi, giáo xứ Thánh Gioan Phaolô II, hạt Tân Định. Lúc 9 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2014, cha Andre Trần An Hiệp, nguyên linh mục đặc trách Văn Khố, tòa tổng giám mục, đã nhậm chức chánh xứ Phú Lộc. Ngài đã thiết lập Legio Maria Caritas và ban truyền giáo, thường xuyên mở các lớp tân tòng, mời các gia đình từng giáo khu đến với nhà thờ qua bữa ăn thân tình, gặp gỡ ban thường vụ giáo xứ hàng tuần. Vị mục tử có học vị tiến sĩ đã tìm những bài thuốc qua thực phẩm để giúp tín hữu khỏe mạnh phần xác, soạn bài giảng kỹ để giúp tín hữu hiểu được Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên vũ trụ. Tuy nhiên, vì sức khỏe không được tốt nên đến năm 2018, ngài được nghỉ tại tu hội Bác Ái Cao Thái. Lúc 9 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2018, cha Phaolô Nguyễn Vũ Thông, nguyên phó xứ Thủ Đức, đã nhậm chức chánh xứ Phú Lộc. Với tinh thần hăng say và nhiệt huyết tông đồ, tân linh mục quản sứ đã nối tiếp truyền thống của các vị mục tử tiền nhiệm, cố gắng từng bước xây dựng đời sống đức tin của giáo xứ ngày một thăng tiến, giúp cộng đoàn tín hữu ngày một tăng trưởng về đức cậy và đức ái. Cha đã củng cố các hội đoàn, gia tăng lòng sùng kính Đức Mẹ, từng bước hướng dẫn để người dân trong giáo xứ biết đoàn kết, cùng chung tay trong các sinh hoạt của giáo xứ.
lần đầu tiên giáo xứ Phú Lộc tổ chức đi rước kiệu chung quanh khu vực nhà thờ, làm thảm hoa trong lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, chầu mình Thánh Chúa đêm giao thừa, mời các xứ bạn về hội diễn thánh ca, Giáng sinh, vân vân. Đặc biệt, cha đã nhờ cha tổng đại diện mua một quả chuông của hãng Poly Pháp nặng 220 kg, đường kính là 70 cm, về cho giáo xứ và đã được cha xứ làm phép vào ngày 1 tháng 8 năm 2022. Dự định sẽ xây một tháp chuông đến năm 2022. Cha được bổ nhiệm làm chánh xứ Khánh Hội. Lúc 9 giờ 30 ngày 24 tháng 8 năm 2022, cha Vinh Sơn Phạm Văn Tính, nguyên chánh xứ Bình Thọ, đã nhậm chức chánh xứ Phú Lộc. Vị chánh xứ đương nhiệm đã hướng dẫn mọi người hiểu đúng về phụng vụ, quy tụ thêm lớp giáo lý thiếu nhi, khôi phục lại thánh lễ sáng các ngày trong tuần, đến dâng thánh lễ cho bệnh nhân. Ngài cũng cho sơn mới cung thánh, tổ chức lễ kính tước hiệu của nhà thờ vào sáng ngày 13 tháng 2 năm 2023 để mọi giáo dân thêm hiểu biết và yêu mến Thánh Phaolô Lê Văn Lộc. Trong thánh lễ này có mời một số cha từng phục vụ tại giáo xứ Phú Lộc như là biểu hiện cho lòng biết ơn đối với những vị chủ chăn đã có công gầy dựng nên họ đạo nhỏ bé này. Cảm ơn các bạn đã xem xong video. Nếu thích vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.